ញាតិគ្រប់នឹងលំអរកាយជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិបាទខ្មែរទាំងអស់បាទដែលរស់នៅក្នុងពលរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបាទរស់នៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីបាទអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាមកកាន់ សម្រាប់គណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមានព័ត៌មានមួយចង់លើកយកមកចែករំលែកទុកបាទជាសន្តាប់បាទទុកចែករំលែកឲ្យមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នាទុកគ្រាន់សន្តាប់ទស្សនាតកតតទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1969ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចំបាទធ្វើការអានជូននៅជីវប្រវត្តិរបបប្រជាធិបតេយ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីនៅភ័យទោសទុកជំនុនបាទប្រសិនបាទខ្ញុំបាទមានការខុសឆ្គងបាទដោយប្រការណាមួយដូចនឹងករណីបាទការអានអក្ខរាវិរុទ្ធបាទខុសឆ្គងឬក៏មិនបានដកឃ្លាតាមការបាទតាមអក្ខរាវិរុទ្ធគឺតាមកបាទតាមឃ្លានេះបាទសូមមេត្តាខន្តីនៅភ័យទោសខ្ញុំបាទផងដែរបាទពីព្រោះខ្ញុំបាទមិនមែនជាអ្នកអាជីពបាទអានព័ត៌មានឡើយបាទនេះដោយសារតែមានបងប្អូនយើងខមមិនបាទមកខ្ញុំបាទដោយ អ្នកខ្លះក៏កមិនថាអានបាទដូចជាវល់វល់បាទអានដូចជាដដែលដដែលបាទអរសរបស់ប្រដប់បាទសូមអរគុណដែលកំពុងការកមិនដើម្បីស្ថាបនាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាអាជានាក់អាជីពជាអ្នកអានព័ត៌មាននៅឡើយទេបាទនោះទេប៉ុន្តែអ្វីហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានគឺគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកទៅជំនអ្នកដឹងតកតទៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយបងប្អូនជាពិសេសគឺកុមារាកុមារីដែលជាតំណាងស្រីបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទន
nâng thuốc cả anh chú nâu chị tệ tôn bỏ bỏ chia thập tay bà rộng bộ Kampuchea chia thập tay ní đôi to tầm này bà rách chân xâm phôn đặc nguồm cá châu căn cặp hôm nay ở bọc máy cổ hồn cá châu căn cặp thì có nguồm phình nếu thứ hai tí đọc rộng bì khai mì xa chứ nằm quan bà bộ chân sắp rằm có tốt máy cổ hồn bàn vì lục chỗ thì có nguồm phình vì cực tử tí máy cổ hồn bàn chùm lý và chia chân chân kia thì có nguồm phình đòi bằng khóm crom lại thả ông cá Clyde Emmerich một tùm đẹp cổ bài chân bó xâm át khmắng nâng quá mặt chỗ bài đặc biên ai bà chia phấn nâu khổng cổng nguồm phình nè răng tật tân nâng bình chia ông cá nâng trâu chạp tròn rưỡi bánh chọc liêm liêm tèm đó nâu nâng còn lại cô cá rộng bọc bụng mẹ rõ hòm nó ngay tìm mà khay đo ngập hay trăm khai ủng dụng kia chân nằm một con trăm vô chất trăm mẹ có hòm bàn riêng chọn và chùm thông mũi nâu nâng ban bọc cá cô cá bọc bài chùm nói xâm rạp ăn vọt bà nấu tu tèo bọc tì cảm chìa cô cá tèo nốt rùa miến chùm lý bởi chìa chôn ào chênh phi tì bởi chùm chôn thèo ọ chìa bởi xe phi tì cổng hồn bánh lúc bọc bạc tìm xá lúc bọc bạc ca pra rù bày bán sắc lục xong nông nông nạ bè xong nông nông nạ bè phụt tà sà thèo ọ ai tà thua xa rai chùm cá nâng đâm bọn mùl thàn chùn bọt bà hà dì vật mê đặc nông rộp bọc đùn nol bằng cá xa hạ co gầm đặc phúc tu tèo bọc tế bọn đánh chôn bọc tì bà bọn đánh chôn chết bọn đánh chôn mà chôn chết phía tạch bà Việt Nam ở trên chẳng ọ bánh chôn tọp tàu tam prom bọc tôl chưa bị xác như prom bọc tôl Việt Nam bị cá bằng cá rốt thay bà cầm chia bị chia tập tay ông cà phía ông cà bụi mặt mà crop đọc tiếng bạc của mình đi tiếng ông cà nị tệ bài nhát nâng nị tệ bật bát nâng ông này tôi là cả ông ca bạn vua trâu bà bằng cả láng đòi sở mãi chích bà cả nạp của mình đi mà cả nạp bạc của mình đi đó sẽ mà chất bạc của mình đi Kampuchea nấu khai cả nhà chứ nằm quần và môi tập rám cả nạ Kamatika mà châm bạc của mình đi Kampuchea rùa miền Pol Pot nôn chia sọ phấm yên xử lý xuân xến chất chướng hào đầm mốc nâng vón vệt rốt thông nguyên Kampuchea bây giờ tập tài bị thay tí đọc rằm đó ngay tí đọc rằm buôn khai thân ưu chân nằm một phần bàm bồ chất tập rằm mà hát xoan định bạc chiếc rốt lang nộp nông bênh đài miên sở mà chất cho rốm chùm nguồn mùi phần nẹ mà nâng ba nằm mát rốt thông nguyên Kampuchea bây giờ tập tài đó ngay tí rằm khai mẹ cả rài chân nằm một phần bàm bồ chất tập rằm mùi rốt thông nguyên tập rằm đã ai bà cá đòi miến đắp ra mùa dùm phúc nâng chai chén chia mập hay môi mệt ra mà
តាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកម្ពុជាត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបង្កើតសភាតំណាងប្រជាជនចំនួន250អាសនៈតែក្នុងនោះ150អាសនៈតំណាងវណ្ណៈកសិករ50អាសនៈវណ្ណៈពលករនិងកម្មករនិង50អាសនៈតំណាងកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា ចម្រៀងជាតិប្រជាធិបតេយ្យមានឈ្មោះថាដល់7មេសាមហាជោគជ័យរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអង្គការតែមួយគត់ដែលមានអំណាចនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបកនេះមានប៉ុលពតគេហៅថាស្លុតសជាលេខាបកនិងនួនជាអនុលេខាបកគណៈកម្មាធិការចន្ត្រៃ ปักคือជាអង្គការតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ3ភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលបកគមនីកម្ពុជាបានចែកតំបន់រដ្ឋបាលនៃរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាប្រាំពីរភូមិភាគដែលរួមមានសាមសិបពីរតំបន់ភូមិភាគទាំងនោះរួមមានភូមិភាគបូព៌ាភូមិភាក ភូមិភាគនិរតីគឺភូមិភាក403និងភូមិភាកឧដរបាទគេហៅថាភូមិភាក303ភូមិភាកពីយប់គឺភូមិភាក508ភូមិភាកបច្ចឹមគឺភូមិភាក401ភូមិភាកឥសានគឺភូមិភាក187ហើយនៅឆ្នាំ1977ភូមិភាកកណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានទីតាំងនៅត្រង់ភូមិភាកឧដរចាស់បាទហើយភូមិភាកឧដរចាស់ ត្រូវបានបដូរទៅកាន់តំបន់សៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងតំបន់ព្រះវិហារវិញភូមិភាគតំបន់និងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានដាក់លេខសម្គាល់នៅក្រមភូមិភាគមានតំបន់ស្រុកឃុំសហករណ៍កម្រិតខ្ពស់និងភូមិសហករណ៍កម្រិតទាបនយោបាយមហាលុតផ្លោះអស់ចាគម្រោងផែនការ 4 ឆ្នាំគឺឆ្នាំ1977គោលនយោបាយ គោលនយោបាយសំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺសន្តិសុខជាតិនិងសមូហភាពបាទនិងសមូហភាពវុឌ្ឍនាកម្មនៅក្នុងគម្រោងផែនការ 4 ឆ្នាំអង្គការបានអនុវត្តនយោបាយសមូហភាពវុឌ្ឍនាកម្មដោយប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនទាំងអស់រួមទាំងសម្ភារៈផ្ទះបាយទុកជាសម្បត្តិសមូហភាពនិងប្រើប្រាស់រួមនិងបែងចែកកម្លាំងពលកម្មទៅតាម ក្រុមរៀងៗខ្លួនទៅតាមអាយុភេទនិងវណ្ណៈសង្គមដូចជាបុរសស្ត្រីយុវជនកុមារតាមរយៈផែនការនេះខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនคล้ายជាប្រទេសសង្គមកសិកម្មទំនើបក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយคล้ายជាសង្គមឧស្សាហកម្មមួយក្នុងរយៈពេល15ទៅ20ឆ្នាំ គោលដៅរបស់ផែនការ4ឆ្នាំគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានលទ្ធផលបាទស្រូវជាមធ្យម 3 តោនក្នុងមួយហិកតាសម្រាប់ដីស្រែធម្មតានិង 2.6 ទៅ 7 តោនក្នុងមួយហិកតាសម្រាប់ដីស្រែលេខ 1 ដែលអាចធ្វើស្រូវបាន 2 តោនក្នុងមួយឆ្នាំទិន្នផលស្រូវក្នុងផែនការ 4 ឆ្នាំចែកជា4ចំណែកគឺសម្រាប់កសិករបស់ប្រជាជនសម្រាប់ធ្វើពូជសម្រាប់បំរុងទុកនិងសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយនាំចូលវិញនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការគ្រឿងសព្វាវុធនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយព្រមទាំងប្រែក្លាយវិស័យកសិកម្មអនថយឲ្យទៅជាវិស័យកសិកម្មជឿនលឿនបែបទំនើប 2កម្រិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើតសហករណ៍ សហករណ៍ខ្មែរក្រហមមានន័យថាប្រជាជនរស់នៅរួមគ្នាធ្វើការរួមហូបរួមនិងចែករំលែកការកំសាន្តជាសមូហភាពគ្មានការរស់នៅជាបុគ្គលនិងគ្មានកម្មសិទ្ធិឯកជនសហករណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងវណ្ណៈកម្មករនិងបាទសហគមន៍ដោយឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់កម្មសិទ្ធិឯកជននិងរបបទាំងឡាយដែលមិនមែនសង្គមនិយម សហករណ៍ខ្មែរក្រហមគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងបានឯករាជ្យម្ចាស់ការការរៀបចំសហករណ៍មាន 3 ដំណាក់កាលនៅកំឡុងឆ្នាំ 1970ដល់ឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានរៀបចំប្រជាជននៅតំបន់រំដោះជាក្រុមបាទប្រវាសដៃមានសមាជិកពី 10 ទៅ 30 គ្រួសារ
ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានគោលថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកុមារសម័យនោះកុមារត្រូវចែកតាមកងនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាបាទឬអីកូកាត់រៀងខែតប្រមូលជីលាមកមនុស្សជញ្ជូនសម្ភារៈសឹកទៅតាមសមរភូមិឡាកុមារមួយចំនួនត្រូវបានរើសបាទជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមសោកនាដកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ប្រជាជនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការជាង12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង7
មន្ទីរស21គុកទួលស្លែងអក្សរស21តំណាងឲ្យពាក្យសន្តិបាទបាទសន្តិបាលហើយលេខ21តំណាងឲ្យលេខសម្ងាត់មន្ទីរនេះទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃអតីតវិទ្យាល័យពោធិ៍ញាតមន្ទីរស21គឺជាមន្ទីរសន្តិសុខថ្នាក់មជ្ឈិមនៅភ្នំពេញនិងជាគុកដែលសំខាន់បំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទីនេះជាគុកសម្រាប់សម្ងាត់សម្រាប់ឃុំឃាំងសួរចម្លើយធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ អ្នកបដិវត្តន៍ណាត់ដឹកនាំបាទមន្ទីរស21មន្ទីរស21ឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលដឹកនាំដោយសុនសេនហៅសមមិត្តខៀវបាទកាំងគៀវអិចកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចជាប្រធានយឹមវ៉ាត់ហៅហោអនុប្រធានពេងបញ្ជាការលើអ្នកយាមច័ន្ទប្រធានអង្គភាពសួរចម្លើយនិងប៉ុនអ្នកសួរចម្លើយ កម្មាភិបាលមន្ទីរស21មួយចំនួនជាអតីតគ្រូបង្រៀនរចនាសម្ព័ន្ធបាត់អាចតាំងនៅឆ្នាំក្នុងមន្ទីរស21មន្ទីរស21មានបុគ្គលប្រមាណជាង1000នាក់ក្នុងនោះប្រមាណជា300នាក់ទៅ400នាក់ជាមន្ត្រីរាជការជាបុគ្គលិកទូទៅអ្នកដើមស្លដើមបន្លែសម្រាប់បម្រើតម្រូវការក្នុងគុកអង្គភាពរៀបចំឯកសារមានតួនាទីចម្លងចម្លើយសារបាទ សារភាពបាទចេញពីកាសែតបាទចម្លងសារចេញពីសារភាពជាកាសែតវាតបតចម្លើយសារភាពសង្ខេបបតបតចម្លើយសារភាពនិងរៀបចំទុកឯកសារក្នុងនោះក៏មានអង្គភាពរងផ្នែកថតរូបផងដែរអង្គភាពការពារបាទជាអង្គភាពធំបំផុតនៅមន្ទីរស21អង្គភាពបាទនៃហភាពនៃហភាពអង្គភាពនេះបាទសុំទោះសេខុស អង្គភាពការពារជាតិការពារជាអង្គភាពធំបំផុតនៅក្នុងមន្ទីរស21អង្គការអង្គភាពនេះបាទភាគច្រើនជាក្មេងជំទង់ដែលត្រូវគោរពបទបញ្ជារដ្ឋតឹងរ៉ឹងអង្គភាពសួរចម្លើយចែកចេញជាក្រុមរងក្តៅហៅកងកាចបាទក្រុមរងត្រជាក់ហៅកងស្លូតនិងក្រុមសង្កៀបបាទខ្លាំងរបស់អង្គការ ខ្មែរក្រហមបានបែងចែកសត្រូវជាពីរប្រភេទគឺសត្រូវខាងក្នុងនិងសត្រូវខាងក្រៅសត្រូវខាងក្នុងគឺជាប្រជាជនថ្មីឬប្រជាជន 17 មេសានិងអ្នកស្លាប់អានិងអ្នកធ្លាប់ធ្វើការក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្នាំ 1975 ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ចាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នាយទាហានដល់កូនទាហានរបស់របបចាស់ព្រមទាំងក្រុមគូសាក្រុមជនជាតិភាគតិច ក៏ត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសម្លាប់ចោលដែរដោយត្រូវចោទថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការនៅទីបញ្ចប់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចោទថាជាខ្មាំងក្បត់បដិវត្តន៍និងត្រូវបានបន្តិចចោលសត្រូវខាងក្រៅរួមមានសារ៉ាន់ប្រិចថៃពិសេសវៀតណាមនិងសូវៀតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសនេះខ្មែរក្រហមបានមានប្រជាជនកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាច្រើនថាជា បានបំរើបាទមនោគមវិជ្ជាបាទប្រតិកិរិយាប្រឆាំងបដិវត្តន៍ជាខ្មាំងបង្កប់ស៊ីរួងផ្ទៃក្នុងនិងបំរើនយោបាយបរទេសអ្នកនេះត្រូវបានកំតិចចោលពួនការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យមានមូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យដួលរលំការស្អប់ខ្ពើមរបបប៉ុលពតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ការអនុវត្តផែនការផលិតស្រូវ3តោនក្នុងមួយហិកតាពុំបានជោគជ័យទេប៉ុន្តែកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានធ្វើរបាយការណ៍ក្លែងក្លាយនិងបញ្ជូនស្រូវតាមផែនការកំណត់ទៅមជ្ឈិមមេដឹកនាំមជ្ឈិមតែជឿលើរបាយការណ៍អាថ្នាក់ក្រោមមិនហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនល្អហើយតំបន់នីមួយៗមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាទរំលែកព័ត៌មានគ្នា ប្រជាជនទទួលរងគ្រោះថ្នាក់អត់ឃ្លានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងស្លាប់ដោយសារកង្វះអាហារជាងទៅទៀតប្រជាជនធ្វើការងារហួសកម្លាំងនិងរងនៅភាពកាប់សម្លាប់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់អស់ជំនឿលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការសម្រេចចិត្តការសម្រិតសម្រាំងយកមនុស្សបដិវត្តន៍បរិសុទ្ធនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1961មានការសម្រិតសម្រាំងយកមនុស្សបដិវត្តន៍បរិសុទ្ធក្នុងចំណោមសមាជិកសំខាន់ៗនៃបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាពិសេសគឺក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំបក
Cả phơi sang kềm chỉ muốn ở Việt Nam, nói non Nam mà quan toàn bộ rồi chợ Pram. Campuchea bây giờ thập tái chập đàm bằng co chấm lô tam phồng đá chỉ muốn Việt Nam, chập bị đàm chấm Nam, rồi hốt đọp về Canada chấm Nam quan toàn bộ chợ Sầm Pì. Con tóc mai có hoa bàn vi pro hà tổ lược hạt châu độc sọc hà tiếng nâng hạt xây xây thiết ở Việt Nam. Nếu khai thân nụ chăm một quan trọng bộ chất tổng phí Việt Nam và dùn hoa nâng cầm lưỡng thông bao ca vi và hà dự trung tỷ thống rồi hốt căn các ba nằm bọn trong phút tiê khăn nông khai xoài riêng vì nụ cầm chìa bìa đập tay và một đo ca tốt chìa mùi Việt Nam đại ca tốt chìa mùi Việt Nam. Cầm nát rồi nạ xe xàm kì xung cổ chìa trả mùi chìa nơi ngay tìm phây khai vi thổ nà chăm một quan trọng bộ chất tổng phí xảy mạng mật hồn bạn tầm ra chất phía khuôn trên phía Campuchea và dịch vụ tái chúc tập can bởi tỷ Việt Nam đồng bài xoay rô cả quan trô vì rồi lùng rộp bộ phần lại phụ xa mà gặp hộp nâng rộp đọc bởi trí chân nâng bởi tỷ chết bị rộp bộ này đồng nà cả phía khuôn trên bộ phần sáng này cứ chưa được ca chốc chỉ vật vừa chỉ đảm tốn đồng bài đô một quên nấu ảnh dụ chỉ vật sách nâng sở rầy phía rộp bộ phần trí chân Campuchea tụ tạm bởi tỷ đòi miền cả con trò phía khmai nè xin hà chết nâng Việt Nam xa mạng mật hồn sát bàn bằng cao cho là tỏ xu muối đại miền chung một thang ảnh hiếp mà rồi phải phạm rưỡi con tọp xa mạng kỳ sập cuộc chết cảm chế đại trò bàn bằng cao lãng nâng ngay tì đọc bí khai u dập phía chân nằm quan trọng rồi chất dùm bay các bằng cao ảnh hiếp này cứ chưa chùm nọt chập đám đồng bồn ổn này cho là tỏ xu rộng rộng tiết chết vì đọc bọc lại phụ xa nâng ngay tì bay khai mì xa chân vật chủ công Hà Nội sai chỉ vì sao không ai miền bản âm tiêu ni ở bên chỉ chuẩn cao cho và trang năng lực bò cầm vật chỉ được tái về nước cam mà bị bà còn to vật chỉ chuẩn bản sự mạng chất cho rùm và mà to cho là to su mà về chết cả tàu bản bằng cả lá chỉ bằng to to đôi chỉ cho là to su đã đăng nom đòi sự mạng mật hình sự lớn nâng sự mạng mật chỉ xím nâu phùng phía bộ phía sự mạng mật bù thong nâu phùng phía xa nâng sự mạng mật xài bù thong nó phun phía và chậm cho là to su từ nít bàn ruột buồn khía bằng cách bàn tay cho là to su rồi bọc hạ quát đài miến mô thà rồi nạ xe xam kỳ xung cuộc chiếc cảm chìa đài trở bàn bằng cách lá nó ngay tìm kỳ thân ú chứ nào một quán trăm rồi chặt sập lòng bấy mà nó không tức đầy sọc chân nô khai cỏ trẻ nạ xe nít đắc nông đòi sẽ mạng mật hình xâm rấn con tốt bộ nạ xe xam kỳ dân của chiếc Campuchea nên con tốt Việt Nam bàn chập đàm vi và hà lưu con tốt Campuchea dân tập tái hai bán căn cấp tì cổng nông phênh nợ ngay tì phạm phí mạc rái chân nằm vô chất buồn và chiếc chân Campuchea trao bàn đọc đọc phí rộp bọc lại phụ xa ca bằng cát xa lạc đấy cắt tốt mê đất nông không ai có hòm đồng bách lại tốt tên nâng ẩm phư lại phụ xa rộp bọc mạc hòm nâng chịp này mùi này cả châu rùm như thế này cả sạc có lạc nông cả tục sát cả các lãng nâu cả thực cảm rồi lại phụ xa cả xoay rốt kê thị thoa chùn chùn rộng cổ Campuchea cả sạc xa rồi buộc lợi chất nâng cả bằng chọc nâng toàn nập hiệp rì rò thay bà Campuchea nâng cả hạp địa chết bàn prôm priêng thì bằng cả chụp bạc đầy phí cả bằng cả ông chùm đừng vỡ rẻ vì xa mánh khăn ông tô lá ca Campuchea bà Awe Tạ Kho đại trọc bàn score thá sạc lạc ếch mạng hòm nít tàu bàn rốt tập hiệp chuyện ảnh mát nâng bàn lại bảo khoa lịch hạ đòi ở châu dịch thô rộng miên đòi bệnh hạ sọt ở ngày đi đọc khai mì sách năm bị bọn muối tôi chỉ dàng này cái đấy tôi là cá này chạp đào tầm là cá bạc đồng bố và bọc luôn nông khai công phép năm bọn mùi tôi là cá này miên dụ tịch bà miên dụ tá thị ca cắt tù mê đặc nôm tròn khắp phúc nâng là tù khó trâu phùm phót chấp phu cơ tạc cam đài bàn bộ phật láng nâu khăn bọc cam bạc kìa dịu tái chân lo phí chân đọc bằng phí và chân lo phí ngay tí đọc bằng phí vì sao mà bọn bùa chất phạm nó mà bọn bùa chất phạm mà đó là môi mẹ cả ra mà bọn bùa chất bồn đài nâu khăn nó phê ní và chi chân cam chiếc bằng màn chất phí liên nhé trọc bàn dòng lắp nâng sạp đôi xa ca thua từ rồi nạc cam ca ọt à ha ca thua ca hù bằng láng nâng chân ngư kinh thần nam chế ba bạn nhớ vào những chi vi sách guru mới đến, phần mềm chỉ phải sử dụng các bạn bật mong chỉ vật nó không được bỏ đi còn lại. Nó thay tim và phải của mũi các đại bị quản đập, càng thì ít hiệu đối với tay tạo thiên văn tì soi phải mũi tạo bàn ông trong mình bé. Sau là đồng bông này bà áo đã có cắt tô, đã quân đàn kia giả về bày sang được làm cho nám bị bọt và cần tập cam và trang năng một chiếc nâng cao đầm lốp và con ngôi từ lửa anh nội sinh nhà thì còn sự náy cho nằm một quán và bồi xa dụng buồn nó ngay tí bay cùng phép nằm tìm quán ở phí ông chùm đừng ra là càng phu này áo
ប្រវត្តិជាបាទរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទបាទសូមគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ឲ្យសូមខន្តីអ្នកភ័យទោសពីសំណាក់អលោកស្រីនាងកញ្ញារាល់ពាក្យសម្ដីឬក៏ការអានក្រៅវិរុទ្ធបាទមានរបស់ខ្ញុំបាទមានការខុសឆ្គងសូមមេត្តាជាស្រ័យខ្ញុំបាទហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងឆានែលខ្មែរ History